gương mặt đại sứ nhân ái năm 2022 với thông điệp mỗi đại sứ là một trái tim nhân ái gom góp yêu thương, san sẻ yêu thương cho người nghèo. Chào mừng bạn đã đến với hành trình trái tim nhân ái, một nhịp cầu yêu thương do HKT Entertainment tổ chức nhằm kết nối những trái tim nhân ái, nơi quy tụ những tâm hồn chan chứa yêu thương và sự sẻ chia với những mảnh đời khó khăn. Trải qua hai nhiệm kỳ đại sứ nhân ái 2019-2020 và nhiệm kỳ 2020-2021 do HKT Entertainment đã kết nối nhiều doanh nghiệp và tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, tổ chức những chương trình từ thiện ý nghĩa thiết thực đến nhiều miền quê khó khăn, miền Trung lũ lụt và hỗ trợ hàng nghìn xuất quà cho bà con nghèo trong cơn đại dịch Covid-19. Trong hai nhiệm kỳ vừa qua, ban tổ chức đã đi đến tận nơi, trao tận tay những phần quà tình thương đến các địa phương như Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Củ Chi, Long An, An Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bình Dương, Bình Thuận, Vĩnh Phúc, Hà Nội. Hành trình đó đã khắc ghi lại những dấu chân không mệt mỏi của những đại sứ nhân ái. Họ ngày đêm không quản mệt mỏi, dịch bệnh vẫn mang từng phần cơm, nước uống, thuốc chữa bệnh và nhu yếu phẩm cho người gặp khó khăn, đang bơ vơ trong cơn lũ lụt và đại dịch Covid-19 hoành hành. Thông qua hành trình nhân ái mùa 3 năm 2022, HKT Entertainment muốn cùng các doanh nghiệp mạnh thường quân chung tay xây dựng lại nền kinh tế nước nhà và chung tay giúp đỡ người dân khắc phục khó khăn sau cơn đại dịch Covid-19. Bằng những hành trình từ thiện có sự chung tay góp sức của những đại sứ nhân ái trên mọi miền quê hương của 63 tỉnh thành kiều bào nước ngoài. Chương trình Gương mặt đại sứ nhân ái năm 2022 mùa 3 do HKT Entertainment tổ chức sẽ được diễn ra vào ngày 16 tháng 4 năm 2022 tại Nhà hát Hòa Bình thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của các khách mời: ông Lê Ngọc Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty HKT Entertainment, trưởng ban tổ chức; mỹ nhân Bolero Thu Trang, tổng giám đốc, tổng đạo diễn chương trình; phó ban tổ chức doanh nhân Tina Trần. Ban tổ chức cũng đặc biệt bổ nhiệm nữ hoàng doanh nhân quốc tế, hoa hậu nhân ái Hoàng Thị Bích Ngọc làm đại sứ hình ảnh của chương trình, với mong muốn đại sứ hình ảnh của chương trình sẽ như cánh chim bồ câu, mang những thông điệp nhân ái kết nối nhiều trái tim yêu thương, lan tỏa nhiều yêu thương cho nhiệm kỳ 2022-2023. Cố vấn cấp cao hoa hậu Đình Hùng Giáng My, trưởng ban cố vấn hoa hậu nhân ái Trần Hoa, phó ban cố vấn hoa hậu nhân ái Hoàng Yến, hoa hậu nhân ái Lê Thu, hoa hậu Kim My Bùi, á hậu Mỹ Thùy, á hậu Phương Dung, hoa hậu nhân ái Ngọc Liên, hoa hậu nhân ái Mỹ Châu, á hậu Diệu Hồng, hoa hậu quý bà Phùng Thị Lan, phó tổng giám đốc Ban Cô, thạc sĩ bác sĩ thẩm mỹ quốc tế Maria Đà Nẵng và sự xuất hiện của nhiều hoa hậu, á hậu đồng hành cùng với HKT Entertainment trong hành trình nhân ái 2022. Đặc biệt xuất hiện trong chương trình nghệ thuật gây quỹ từ thiện trái tim nhân ái lần này có sự xuất hiện của ông Hoàng Nhạc Sớm, Linh Ca Ngọc Sơn, ngôi sao ca nhạc Ưng Hoàng Phúc, ngôi sao ca nhạc Dương Ngọc Thái, ngôi sao ca nhạc Du Thiên, ngôi sao ca nhạc Khu Huy Vũ, hoa hậu diễn viên Hoàng Yến, hoa hậu ca sĩ Lam Quỳnh, hoa hậu ca sĩ Mai Phương Thảo, hoa hậu ca sĩ Sông Lam và cặp đôi MC quen thuộc của hành trình nhân ái, MC Tấn Văn, MC Trà My. Nhiệm kỳ nhân ái 2022-2023 mở ra một hành trình mới với các ứng viên. Ban tổ chức sẽ dự kiến sau khi khép lại chương trình sẽ tổ chức thiện nguyện tại quê hương nơi các đại sứ đã sinh ra và lớn lên, hỗ trợ quà tặng an sinh xã hội cho người nghèo, cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và khảo sát tình hình thực tế tại địa phương. Đặc biệt trong nhiệm kỳ mới này, đại sứ hình ảnh Hoàng Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Học viện Giáo dục Đào tạo One System sẽ tổ chức những khóa học miễn phí dành cho người nghèo để họ có thể thay đổi tư duy, làm chủ cuộc đời và thay đổi cuộc đời. Ban tổ chức cũng nhận được nhiều phần quà hỗ trợ học bổng toàn phần đến từ Học viện Thẩm mỹ Quốc tế Thảo
bảo vi, thẩm mỹ quốc tế MK Luxury giúp học sinh phụ nữ nghèo được học nghề làm đẹp miễn phí, trang nghề và có công ăn việc làm ổn định. Thay mặt ban tổ chức xin được nồng nhiệt chào đón các doanh nghiệp, doanh nhân nhân ái, mạnh thường quân, kiều bào trong và ngoài nước cùng về tham dự đóng góp cho sự thành công của Gala Tôn Vinh Gương Mặt Đại sứ Nhân Ái 13 năm 2022. Xin được chào mừng Đại sứ Nhân Ái đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Thủy Nguyễn, giám đốc công ty bất động sản Vi Candy. Chào mừng Đại sứ Nhân Ái thủ đô Hà Nội, bác sĩ doanh nhân Lương Huyền, giám đốc nhà khoa VIP Dentist. Chào mừng Đại sứ Nhân Ái đến từ tỉnh Nghệ An, nữ hoàng duyên dáng ASEAN, Trần Thiên Nhí, chủ tịch hội đồng quản trị công ty SBT, đại diện thương hiệu nám Corona. Chào mừng Đại sứ Nhân Ái đến từ tỉnh Kiên Giang, doanh nhân Sony Nguyễn, CEO thẩm mỹ quốc tế Pháp Việt. Chào mừng Đại sứ Nhân Ái đến từ tỉnh An Giang, Trần Thị Kim Chi. Chào mừng Đại sứ Nhân Ái đến từ tỉnh Long An, doanh nhân Hà Huỳnh Ngọc Phương Thảo. Chào mừng Đại sứ Nhân Ái đến từ tỉnh Bến Tre, doanh nhân Ngô Mỹ Huy. Chào mừng Đại sứ Nhân Ái đến từ tỉnh Đắk Lắk, doanh nhân Trần Thị Bích Trâm. Chào mừng Đại sứ Nhân Ái đến từ tỉnh Quảng Ninh, doanh nhân Thu Thủy. Chào mừng Đại sứ Nhân Ái đến từ tỉnh Ninh Thuận, doanh nhân Ngô Thái Anh. Chào mừng Đại sứ Nhân Ái đến từ tỉnh Cà Mau, doanh nhân Hoàng Thái Phượng. Chào mừng Đại sứ Nhân Ái đến từ tỉnh Sóc Trăng, Hoa Khôi, Bảo Ngọc. Tiếp theo sẽ là Đại sứ Nhân Ái tỉnh Bình Định, Lương Y, Nguyễn Thanh Bình. Đại sứ Nhân Ái tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Thị Thanh. Đại sứ Nhân Ái tỉnh Bình Thuận, Nguyễn Châu Như Phương. Đại sứ Nhân Ái thành phố Cần Thơ, Dược sĩ Huỳnh Lý. HKT Entertainment, mỗi đại sứ là một trái tim nhân ái.